trình bày. Bên này là bệnh nhân nam 84 tuổi nhập viện vì đau vùng hạ sườn phải. Thì về bệnh sử thì về trước đó thì bệnh nhân bắt đầu đau dữ dội vùng hạ sườn phải, sau đó lên hấp hụt. Thì sau cơn đau đó thì bệnh nhân bắt đầu sốt lạnh run và có nôn ói. Trong đó thì bệnh nhân còn đi cầu phân lỏng vàng. Thì nó vẫn tắc thôi, cứ dài dòng quá như thế thì rất là mệt mỏi nha. Dạ, trình bày vẫn tắc. Gần đây thì bệnh nhân cứ đau tới đi tới lại và sáng hôm qua thì bệnh nhân bắt đầu đau quặn liên tục và tầm 3-4 tiếng sau đó là bắt đầu sốt lạnh run và bệnh nhân tự mất họng để nôn ra. Thì sau khi nôn thì cảm thấy buốt và trong lúc đau thì bệnh nhân đi cầu phân lỏng, bị tiêu chảy phân lỏng, đi cầu 3 lần phân vàng. Thì sau đó bệnh nhân có uống thuốc để cầm đi cầu lại thì có bớt đau. Còn tôi phải như thế và tiền căn thì năm 2004 thì bệnh nhân có mổ hở để lấy sỏi túi mật. Dạ, ở bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Và lấy sỏi túi mật hay cắt bỏ túi mật? Dạ, lấy sỏi, theo người nhà thai thì lấy sỏi nhưng mà túi mật vẫn còn. Lấy sổ đường mật hay lấy sổ túi mật? Dạ. Và bệnh nhân có tiền căn uống rượu nhiều trên 10 năm. Còn lại thì không ghi nhận bất thường. Về thăm khám thì tình trạng này dấu sinh hiệu thì không có gì bất thường. Về không phù, da niêm thì vàng, môi khôi dữ dơ. Về khám thì ngực thì không có gì bất thường. Về bụng thì nhìn cân đối hai bên, không có bán, không chứa, và có sẹo mụn cũ ở phần giữa và di động đều thêm đường thở. Còn về nghe thì thấy tạo sức bất thường, rõ thì trong hết bụng. Còn sờ thì bệnh nhân ấn đau nhẹ ở vùng hạ sườn phải và sờ thấy gan mất mé mờ sườn, không sờ thấy túi mật và một phi âm tính. Gan mất mé mà mật độ nó là sao? Dạ, hơi mất mé. Mật độ nó như thế nào? Dạ, là bờ cầu mềm. Đó gì nữa? Dạ, túi mật thì không sờ. Kết luận là gì? Dạ, theo nghĩ là bị nhiễm trùng đường mật do sỏi. Lý do tại sao bị nhiễm trùng đường mật? À, tại vì bệnh nhân có sốt, có dấu hiệu nhiễm trùng, không hồi lưỡi chưa? Rồi, đồng ý. Nên em nghĩ là có nhiễm trùng. Còn về bệnh nhân có tâm chứng sạch cô là đau, sốt, sau đó gần đây là thấy vàng da. Bây giờ có bệnh nhân có vàng da không? Dạ. Em có trình bày không? Đề cập đó. Dạ, có. Cái hiệu toàn thân nãy giờ không thấy nó có vàng da. Không có. Không nhìn thấy. Rõ ha. Lý do tại sao nhiễm trùng đường mật mà lại gan to? Dạ. Sẹo này là sẹo gì đây? Dạ, dưỡng lưu hồi đó mổ họ túi lấy sỏi túi mật thì có dưỡng lưu. Dưỡng lưu này dưỡng lưu ở túi mật hay dưỡng lưu đường mật? Dạ, nghĩa là dưỡng lưu dưới gan. Dưỡng lưu dưới gan không phải nằm đây, dưỡng lưu dưới gan không phải nằm dưới đây. Lần trước mổ, lần trước có giấy xuất viện không gì anh? Nghe cho tôi xem chút được. Dạ, ông bị đi đột xuất quá rồi ông có đem theo giấy. Rồi ông bác co hai chân lên. Dạ ông ơi, co nhẹ rồi, chân lên. Chống hai chân lên. Anh là con của hả? Vàng mắt. À. Đau sốt. Tao lỏng. Bụng gồng như thế này mà sao sờ được cái gan hay vậy? Tha lỏng, ông cụ tha lỏng nè, tha lỏng. Rồi, đúng rồi. Phình cái bụng lên, ông cụ phình cái bụng lên. Rồi, đồng ý, nhiễm trùng đường mật, do sỏi, còn phân biệt với gì nữa, khả năng thứ nhì là gì? Dạ, có thể là vừa nhiễm trùng, vừa sỏi đường mật mà vừa sỏi túi mật. Rồi, thứ nhì là gì? Dạ, có thể là mắc phải hội chứng
thì em nói gan to, những trường hợp nào có bệnh lý tại gan mà làm cho bệnh nhân có đau, có sốt, có vàng da như thế này. Dạ, viêm gan. Viêm gan, gì nữa, bộ này không có viêm gan đâu. Có chừng ca gan đấy, hay một trong hai cái bệnh đấy. Nha, nếu mà khám không thì nếu mà khám không bệnh nhân này hoàn toàn không có khác gì về tiền căn thì nghĩ là ca gan hoại tử. Nhưng mà nếu có tiền căn là đã có mổ sổ đường mật rồi, có sẹo cũ ở đấy, có cái sẹo dẫn lưu ở dưới sườn phải thì thầy cũng đồng ý là những cái đường mật. Nha, rồi thôi con này cũng khá đi. Tên gì? Dạ, chín điểm.